Vinaconet trình đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh khá khả quan, với tổng doanh thu hợp nhất 15.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 143% và 170% so với thực hiện năm 2021. Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam, Vinaconet. Horser, VCG, vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2022. Dự kiến diễn ra ngày 21 tháng 4 với một số nội dung đáng chú ý. Trong đó, hội đồng quản trị VinaConnect trình đại hội kế hoạch kinh doanh khá khả quan, với tổng doanh thu hợp nhất 15.300 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 143% và 170% so với thực hiện năm 2021. Mặt khác, chỉ tiêu tổng doanh thu công ty mẹ là 11.390 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 900 tỷ đồng, tăng lần lượt 163% và 20% so với kết quả năm trước. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Vinaconet dự định chia cổ tức cho cổ đông ở mức 15%. Vinaconet đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 tăng 170% lên 1 400 tỷ đồng. Dự định chia cổ tức tỷ lệ 15% ban lãnh đạo chia sẻ về tiến độ một số dự án trọng điểm. Chẳng hạn tại dự án khu dân cư đô thị km 3, 4, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Vinaconet đã hoàn thành cơ bản xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đang triển khai thi công các phần việc còn lại theo tiến độ. Dự án dự kiến bán hàng và ghi nhận doanh thu cùng lợi nhuận trong năm nay. Tại dự án khu đô thị Đại lộ Hòa Bình kéo dài, tỉnh Quảng Ninh Vinaconex đã giải phóng mặt bằng trên 85%, hoàn thành thủ tục giao đất đợt 1, 23,3 ha, hoàn thành thi công hạ tầng kỹ thuật. Triển khai thi công hạng mục công trình nhà ở và phấn đấu có thể ghi nhận, hạch toán doanh thu và lợi nhuận một phần diện tích đất giao đợt 1 trong cuối năm 2022. Còn ở dự án công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Vinaconex dự kiến trong năm 2022 sẽ ký hợp đồng với một số đơn vị thuê đất với giá trị hợp đồng khoảng 66 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại dự án các bà Amatina, Vinaconex cho biết đã hoàn thành thủ tục cấp đổi quyết định giao đất, cơ bản hoàn thành việc xây dựng 99 99 lô biệt thự khu A1 BT4. Cơ bản hoàn thành xây dựng khu văn phòng điều hành dự án, dự kiến đưa vào sử dụng nửa đầu năm 2022. Cùng với đó, doanh nghiệp đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ các khu đất ở và nộp tiền thuê đất trả một lần cho toàn bộ thời gian thuê đất đối với các khu đất thương mại. Dịch vụ. Thời gian tới, Vinaconex sẽ triển khai công tác nghiên cứu lập quy hoạch và phát triển một số dự án tại các tỉnh. Bao gồm dự án khu đô thị sinh thái Tâm Linh biển Hồ, Phú Yên, 338 ha, dự án làng đô thị xanh Lai Nghi tại Quảng Nam. 460 ha. Nghiên cứu các dự án khu dân cư và khu đô thị tại Đông Triều, Quảng Ninh với quy mô gần 50 ha. Nhìn chung, Pinaconet dự kiến tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh tìm kiếm phát triển một số dự án tại quanh Hà Nội và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đang xin chủ trương nghiên cứu và tài trợ công tác lập quy hoạch một số khu đất tại Hà Nội. Hải Dương, Phú Thọ, Vĩnh Phúc Nhìn lại năm 2021, Vinaconnect ghi nhận doanh thu 5.742 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 532 tỷ đồng, giảm 69% cùng kỳ, hoàn thành 53% chỉ tiêu đề ra. Dựa trên kết quả đạt được. Vinaconnect có tờ trình đại hội sắp tới kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 28% trong đó 18% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu. Trước đó, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 6% bằng tiền, tương ứng số tiền trên 260 tỷ đồng. Do đó, Vinaconex sẽ chi trả nốt phần cổ tức bằng tiền còn lại trong năm, đồng thời thực hiện phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu. Qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 4.860 tỷ đồng.